Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, cuốn 4, phẩm 6, Minh Chú Tịnh Địa. Bây giờ Bồ Tát Sư Tử Tướng Vô Ngại Quang Diệm cùng với bộ chúng vô lượng từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt vạt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính đảnh lễ ngang chân Đức Thế Tôn, đem các loại hoa hương và tràng phan bảo cái mà hiến cúng, rồi thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có mấy nhân tố được tâm Bồ Đề? Tâm Bồ Đề là gì? Bạch Đức Thế Tôn, nơi Bồ Đề thì tâm hiện tại không thể có, tâm vị lai không thể có, tâm quá khứ không thể có. Rời Bồ Đề thì tâm Bồ Đề cũng không thể có. Bồ Đề thì không thể diễn tả, tâm cũng phi sắc tướng, phi sự nghiệp, phi tạo tác. Chúng sinh cũng không thể có, cũng không thể biết. Bạch Đức Thế Tôn, cái nghĩa rất sâu xa như vậy của các pháp thì làm sao biết được? Đức Thế Tôn dạy: Thiện nam tử, đúng như vậy, đúng như vậy. Bồ đề nhiệm màu, sự nghiệp và tạo tác toàn là phi cả. Rời bồ đề thì tâm bồ đề cũng không thể có. Bồ đề không thể diễn tả, tâm cũng không thể diễn tả, phi sắc tướng, phi sự nghiệp, chúng sinh cũng là không thể có. Tại sao? Vì bồ đề với tâm đều là chân như, năng chứng sở chứng đều bình đẳng. Nhưng thiện nam tử, không phải không các pháp mà có thấu hiểu. Bồ Tát Đại Sĩ thấu hiểu như vậy thì mới gọi là thông suốt các pháp, là khéo nói về bồ đề và tâm bồ đề. Tâm bồ đề là phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại. Tâm cũng vậy, chúng sinh cũng vậy, và trong đó nhị biên thật không thể có được. Tại sao? Vì các pháp toàn là vô sinh, nên bồ đề không thể có, cái tên bồ đề cũng không thể có, chúng sinh và cái tên chúng sinh không thể có, thanh văn và cái tên thanh văn không thể có, độc giác và cái tên độc giác không thể có, Bồ Tát và cái tên Bồ Tát không thể có, Phật Đà và cái tên Phật Đà không thể có, tu hành với không phải tu hành không thể có, cái tên tu hành với không phải tu hành cũng không thể có. Vì không thể có nên trong sự vắng lặng mà được đứng yên, và đó là do công đức mà được. Thiện nam tử, như núi ngọc Tu Di lợi ích tất cả, tâm bồ đề lợi ích tất cả chúng sinh, đó là nhân tố của sự bố thí ba la mật thứ nhất. Như đại địa giữ mọi sự vật, đó là nhân tố của sự trì giới ba la mật thứ hai. Như sư tử oai sức rất lớn, đi một mình mà không sợ hãi gì, đó là nhân tố của sự nhẫn nhục ba la mật thứ ba. Như tốc lực cực mạnh của gió, dũng cảm và mau chóng, tâm không thoái lui, đó là nhân tố của sự cần sách ba la mật thứ tư. Như lầu đài bằng bảy chất liệu quý, có bốn đường cấp, gió mát thổi đến bốn cửa làm cho thích thú. Kho tàng tịnh lự cũng vậy, thỏa mãn đầy đủ cho mọi sở cầu, đó là nhân tố của sự tịnh lự ba la mật thứ năm. Như dần thái dương sáng chói rực rỡ, tâm này mau chóng phá tan vô minh ám chướng, đó là nhân tố của sự trí tuệ ba la mật thứ sáu. Như thương trưởng làm cho mọi tâm nguyện thỏa mãn, tâm này vượt được đường hiểm sinh tử, thu hoạch vàng ngọc công đức, đó là nhân tố của sự phương tiện ba la mật thứ bảy. Như vầng trăng tròn sáng, tâm ý trong sạch đầy đủ đối với mọi đối cảnh, đó là nhân tố của sự thệ nguyện ba la mật thứ tám. Như tổng tư lệnh quân đội của Luân Dương tự do tùy ý, tâm này khéo trang hoàng thế giới, vô số công đức quảng lợi chúng sinh, đó là nhân tố của sự năng lực ba la mật thứ chín. Như không gian và luân dương, tâm này đối với mọi đối cảnh không có chướng ngại, đối với mọi vị trí đều được tự tại, đạt đến địa vị quán đảnh, đó là nhân tố của sự trí giác ba la mật thứ 10. Đó là 10 nhân tố của tâm bồ đề.
10 nhân tố như vậy các người phải tu học. Thiện nam tử, do năm sự mà Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu bố thí ba la mật. Một là tính căn, hai là từ bi, ba là không có tâm lý cầu mong dục vọng, bốn là thu nhận hết thảy chúng sinh, năm là nguyện cầu trí nhất thế trí. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu bố thí ba la mật. Thiện nam tử, do năm sự mà Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu trì giới ba la mật. Một là thân miệng ý trong sáng, hai là không làm yếu tố gây ra phiền não cho chúng sinh, ba là đóng cửa đường dữ, mở cửa đường lành, bốn là vượt qua vị trí thanh văn độc giác, năm là hoàn thiện đủ hết mọi thứ công đức. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu trì giới ba la mật. Thiện nam tử, do năm sự mà Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Một là dẹp được phiền não tham lam tức giận, hai là không tiếc tính mạng, không cầu an, ba là nghĩ đến nghiệp cũ, gặp khổ nhẫn được, bốn là vì phát tâm từ bi thành thục thiện căn cho chúng sinh, năm là để được vô sinh pháp nhẫn cực kỳ sâu xa. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Thiện nam tử, do năm sự mà Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu cần sách ba la mật. Một là không thích sống chung với mọi thứ phiền não, hai là công đức chưa đủ thì không hưởng yên vui, ba là không chán những sự khổ hạnh khó làm, bốn là đem đại từ bi lợi ích chúng sinh, phương tiện thành thục cho tất cả, năm là nguyện cầu vị trí không còn thoái chuyển. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu cần sách ba la mật. Thiện nam tử, do năm sự mà Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu tịnh lự ba la mật. Một là nắm giữ thiện pháp không cho tản mát, hai là thường mong giải thoát không vướng dị biên, ba là nguyện được thần thông để thành tựu thiện căn cho chúng sinh, bốn là vì làm trong sáng pháp giới, trừ khử dơ bẩn của tâm, năm là vì diệt trừ gốc rễ phiền não cho chúng sinh. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu tịnh lự ba la mật. Thiện nam tử, do năm sự mà Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu trí tuệ ba la mật. Một là phụng sự thân gần mà không chán bỏ đối với chư vị Như Lai Bồ Tát và những bậc minh trí. Hai là tâm thường thích nghe mà không biết chán biết đủ đối với diệu pháp sâu xa của chư vị Như Lai. Ba là thích khéo phân biệt về thắng trí chân đế và thắng trí tục đế. Bốn là cấp tốc diệt trừ tất cả kiến hoặc tư hoặc. Năm là tinh thông tất cả năm minh xứ, trong đó có mọi kỹ thuật thế gian. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu trí tuệ ba la mật. Thiện nam tử, do năm sự mà Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu phương tiện ba la mật. Một là thông suốt hết thảy các dạng ý thích, phiền não và tâm hạnh của chúng sinh. Hai là hiểu rõ vô lượng pháp môn đối trị. Ba là tự do xuất và nhập định đại từ bi. Bốn là nguyện tu hành thành tựu đầy đủ các pháp ba la mật. Năm là nguyện thấu suốt hết thảy Phật pháp, thu giữ không sót. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu phương tiện ba la mật. Thiện nam tử, do năm sự mà Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu thệ nguyện ba la mật. Một là tâm ở yên được nơi đạo lý các pháp xưa nay bất sinh diệt, phi hữu vô. Hai là tách rời dơ bẩn, thể hiện trong sáng, tâm ở yên được mà quan sát ý nghĩa cực kỳ nhiệm màu của các pháp. Ba là siêu diệt tất cả ý tưởng, tâm ở yên được nơi chân như của tâm không thi vị, không chuyển biến, không dị biệt, không dao động. Bốn là vì muốn lợi ích chúng sinh nên tâm ở yên được nơi tục đế. Năm là tâm ở yên được nơi sự song hành của chỉ quán. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu thệ nguyện ba la mật. Thiện nam tử, do năm sự mà Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu năng lực ba la mật. Một là đem năng lực của chánh trí mà thấu triệt tâm hạnh thiện ác của chúng sinh. Hai là làm cho chúng sinh hội nhập diệu pháp cực kỳ sâu xa. Ba là biết rõ chính xác
chúng sinh tùy nghiệp mà sinh tử luân hồi. 4 là đem năng lực của chánh trí mà phân biệt biết rành ba loại căn tánh của chúng sinh. 5 là do trí lực mà thuyết pháp hợp lý cho chúng sinh, làm cho họ gieo trồng thiện căn, thành thục và giải thoát. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu năng lực ba la mật. Thiện nam tử, do năm sự mà Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu trí giác ba la mật. 1 là phân biệt thiện ác đối với các pháp. 2 là rời xa pháp đen mà thu nhận pháp trắng. 3 là không chán sinh tử, không ưa niết bàn. 4 là đầy đủ phước đức và trí tuệ mà đạt đến vị trí cứu cánh. 5 là tiếp nhận sự quán đảnh siêu việt, thực hiện mọi pháp bất cộng và trí nhất thế trí của chư vị Như Lai. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ thành tựu trí giác ba la mật. Thiện nam tử, ba la mật nghĩa là gì? Tu tập đạt được lợi ích siêu việt là nghĩa ba la mật. Hoàn hảo tuệ giác vô lượng, vĩ đại và rất sâu là nghĩa ba la mật. Tâm không chấp trước pháp tu hành với pháp không phải tu hành là nghĩa ba la mật. Tỉnh ngộ chính xác và quan sát chính xác tội lỗi của sinh tử với công đức của Niết Bàn là nghĩa ba la mật. Người ngu, người trí thu nhận tất cả là nghĩa ba la mật. Hoặc hiện diệu pháp đủ hết các dạng quý báu nhiệm màu là nghĩa ba la mật. Đầy đủ trí tuệ vô ngại giải thoát là nghĩa ba la mật. Phân biệt biết chính xác pháp giới và chúng sinh giới là nghĩa ba la mật. Bố thí cho đến trí giác đều làm cho đạt đến vị trí bất thoái chuyển là nghĩa ba la mật. Hoàn thiện được vô sinh pháp nhẫn là nghĩa ba la mật. Làm cho chúng sinh thành thục thiện căn công đức là nghĩa ba la mật. Nơi tuệ giác vô thượng bồ đề thành tựu được tất cả các pháp bất cộng của chư vị Như Lai là nghĩa ba la mật. Sinh tử với Niết Bàn rõ ràng bất nhị là nghĩa ba la mật. Cứu vớt tất cả là nghĩa ba la mật. Ngoại đạo chất vấn, khéo giải thích cho họ phục tùng là nghĩa ba la mật. Chuyển được pháp luân đủ cả 12 hành tướng là nghĩa ba la mật. Không vướng mắc, không quan điểm, không hệ lụy là nghĩa ba la mật. Thiện nam tử, Bồ Tát địa thứ nhất thì sự trạng này biểu hiện trước hết, và Bồ Tát thấy rõ đó là vô số kho báu trong đại thiên thế giới đều tràn đầy. Thiện nam tử, Bồ Tát địa thứ hai thì sự trạng này biểu hiện trước hết, và Bồ Tát thấy rõ đó là đại thiên thế giới đất bằng như bàn tay, với vô số vẻ đẹp của các loại ngọc quý và những đồ trang sức. Thiện nam tử, Bồ Tát địa thứ ba thì sự trạng này biểu hiện trước hết, và Bồ Tát thấy rõ đó là bản thân hùng mạnh, áo giáp và vũ khí uy nghiêm, làm cho mọi kẻ thù nghịch đều khuất phục. Thiện nam tử, Bồ Tát địa thứ tư thì sự trạng này biểu hiện trước hết, và Bồ Tát thấy rõ đó là có gió bốn hướng đưa những loại hoa tuyệt diệu đến rải đầy mặt đất. Thiện nam tử, Bồ Tát địa thứ năm thì sự trạng này biểu hiện trước hết, và Bồ Tát thấy rõ đó là có những bảo nữ tuyệt diệu trang sức những chuỗi ngọc và những hoa miệng. Thiện nam tử, Bồ Tát địa thứ sáu thì sự trạng này biểu hiện trước hết, và Bồ Tát thấy rõ đó là có hồ thất bảo lớn với đường cấp bốn phía, cát vàng rải khắp, sạch sẽ không dơ. Nước tám đặc tính quý tràn đầy trong hồ, các loại hoa sen mọc lên thích hợp vị trí, và nơi hồ đầy hoa sen này dạo đi thích thú, mát mẻ bậc nhất. Thiện nam tử, Bồ Tát địa thứ bảy thì sự trạng này biểu hiện trước hết, và Bồ Tát thấy rõ đó là trước mặt Bồ Tát có những kẻ đáng đọa địa ngục, nhưng vì năng lực của Bồ Tát mà không đọa nữa, không thương tổn, không sợ hãi. Thiện nam tử, Bồ Tát địa thứ tám thì sự trạng này biểu hiện trước hết, và Bồ Tát thấy rõ đó là hai bên thân mình có sư tử chúa hộ vệ, các loại thú vật đều khiếp sợ. Thiện nam tử, Bồ Tát địa thứ chín thì sự trạng này biểu hiện trước hết,
và Bồ Tát thấy rõ. Đó là làm luân dương với vô số người bao quanh phụng sự. Trên đỉnh có bảo cái trắng được trang hoàng bởi vô số ngọc quý. Thiện nam tử, Bồ Tát địa thứ 10 thì sự trạng này biểu hiện trước hết và Bồ Tát thấy rõ. Đó là thân thể Như Lai màu vàng rực rỡ, đủ cả vô số ánh sáng trong suốt với vô số vạn dương bao quanh cung kính hiến cúng, chuyển đẩy pháp luân nhiệm màu và tối thượng. Thiện nam tử, tại sao địa thứ nhất tên là Hoan Hỷ, cho đến địa thứ 10 tên là Pháp Vân? Thiện nam tử, địa thứ nhất là đầu tiên chứng được tâm trí siêu việt thế gian, xưa chưa được mà nay mới được, đại dụng tùy nguyện mà thành tựu cả. Sinh ra nỗi vui mừng cùng cực, nên địa thứ nhất tên là Hoan Hỷ. Lỗi lầm phạm giới nhỏ nhiệm nhất đều sạch sẽ cả, nên địa thứ hai tên là Vô Cấu. Vô số ánh sáng của trí tuệ và chánh định đều không thể bị khuynh động, không thể làm cho khuất phục, lấy tổng trì nghe nhớ làm căn bản, nên địa thứ ba tên là Minh. Đem lửa trí tuệ đốt các phiền não, tăng thêm ánh sáng, tu hành giác vần, nên địa thứ tư tên là Diệm. Tu hành phương tiện nên thắng trí tự tại, đó là điều rất khó có. Kiến hoặc tư hoặc khó dẹp mà dẹp được, nên địa thứ năm tên là Nan Thắng. Rất mực tỏ rõ về sự liên tục của các hành, vô tướng tư duy hiện hành tất cả, nên địa thứ sáu tên là Hiện Tiền. Vô tướng tư duy đã vô lậu và liên tục, giải thoát và tam muội đều tu hành đã xa, sự trong sáng không có chướng ngại, nên địa thứ bảy tên là Viễn Hành. Vô tướng tư duy đã tu tự tại, mọi phiền não không thể khuynh động, nên địa thứ tám tên là Bất Động. Thuyết pháp đủ mọi dạng thức sai biệt mà được tự tại cả, không có hệ lụy, tăng trưởng trí tuệ đến tự tại vô ngại, nên địa thứ chín tên là Thiện Tuệ. Pháp thân như không gian, trí tuệ như mây lớn, bủa che khắp cả, nên địa thứ 10 tên là Pháp Vân. Thiện nam tử, vô minh chấp trước ngã pháp, vô minh sợ hãi đường dữ. Hai thứ vô minh này chướng ngại cho địa thứ nhất. Vô minh phạm giới nhỏ nhiệm, vô minh phát khởi hành nghiệp. Hai thứ vô minh này chướng ngại cho địa thứ hai. Vô minh say đắm được cái chưa được, vô minh chướng ngại cho tổng trì thù thắng. Hai thứ vô minh này chướng ngại cho địa thứ ba. Vô minh say đắm sự vui thích thiền định, vô minh say đắm diệu pháp trong sáng. Hai thứ vô minh này chướng ngại cho địa thứ tư. Vô minh muốn bỏ sinh tử, vô minh mong đến niết bàn. Hai thứ vô minh này chướng ngại cho địa thứ năm. Vô minh quan sát các hành lưu chuyển, vô minh hiện hành thô tướng. Hai thứ vô minh này chướng ngại cho địa thứ sáu. Vô minh tế tướng hiện hành, vô minh tác ý ưa thích vô tướng. Hai thứ vô minh này chướng ngại cho địa thứ bảy. Vô minh vô tướng quán có dụng công, vô minh chấp tướng tự tại. Hai thứ vô minh này chướng ngại cho địa thứ tám. Vô minh chưa khéo léo về ý nghĩa và ngữ văn, vô minh chưa tự do về hùng biện. Hai thứ vô minh này chướng ngại cho địa thứ chín. Vô minh chưa tự tại về đại thần thông, vô minh chưa thấu triệt về tối vi mật. Hai thứ vô minh này chướng ngại cho địa thứ 10. Vô minh về sở tri chướng nhỏ nhất, vô minh về phiền não chướng nhỏ nhất. Hai thứ vô minh này chướng ngại cho Phật địa. Thiện nam tử, Bồ Tát Đại Sĩ trong địa thứ nhất tu hành thí ba la mật, trong địa thứ hai tu hành giới ba la mật, trong địa thứ ba tu hành nhẫn ba la mật, trong địa thứ tư tu hành cần ba la mật, trong địa thứ năm tu hành định ba la mật, trong địa thứ sáu tu hành tuệ ba la mật, trong địa thứ bảy tu hành phương tiện ba la mật, trong địa thứ tám tu hành nguyện ba la mật, trong địa thứ chín tu hành lực ba la mật, trong địa thứ 10 tu hành trí ba la mật. Thiện nam tử, Bồ Tát Đại Sĩ địa thứ nhất
phát tâm thì tu định sinh ra vàng ngọc tuyệt diệu. Địa thứ hai phát tâm thì tu định sinh ra cái vui khả ái. Địa thứ ba phát tâm thì tu định sinh ra sự khó lay động. Địa thứ tư phát tâm thì tu định sinh ra sự không thoái chuyển. Địa thứ năm phát tâm thì tu định sinh ra bông hoa ngọc ngà. Địa thứ sáu phát tâm thì tu định sinh ra ánh sáng thái dương. Địa thứ bảy phát tâm thì tu định sinh ra thỏa nguyện như ý. Địa thứ tám phát tâm thì tu định sinh ra hiện tiền chứng ngộ. Địa thứ chín phát tâm thì tu định sinh ra kho tàng trí tuệ. Địa thứ mười phát tâm thì tu định sinh ra tinh tiến dũng mãnh. Thiện nam tử, như thế ấy là 10 sự phát tâm tu định của Bồ Tát Đại Sĩ. Thiện nam tử, Bồ Tát Đại Sĩ nơi địa thứ nhất được minh chú tên là Giữa Sức Công Đức. Minh chú này do hơn một hàng sa Như Lai tuyên thuyết để hộ trì cho Bồ Tát Đại Sĩ địa thứ nhất. Ai tụng trì minh chú này thì thoát được mọi sự sợ hãi như cọp sói, sư tử, các ác thú khác, quỷ ác, người ác, thần ác, oán thù, giặc giả, tai họa, mọi sự khổ não, thoát cả năm chướng nạn như vậy. Không quên nhớ đến địa thứ nhất. Bây giờ, Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú ấy. Tathyatha Puni Mantrate Tuhu 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 Yava Suya Avabasati Yava Chandra Chukuti Tavata Rasa Mang Chanda Pariharam Guru Swaha. Thiện nam tử, Bồ Tát Đại Sĩ nơi địa thứ hai được minh chú tên là Khéo Sống Yên Vui. Minh chú này do hơn hai hàng sa Như Lai tuyên thuyết để hộ trì cho Bồ Tát Đại Sĩ địa thứ hai. Ai tụng trì minh chú này thì thoát được mọi sự sợ hãi như ác thú, quỷ ác, người ác, thần ác, oán thù, giặc giả, tai họa, mọi sự khổ não, thoát cả năm chướng nạn như vậy, không quên nhớ đến địa thứ hai. Bây giờ, Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú ấy. Tathyatha Untali Siri Siri Untali Tăng Năng Răng Tu Untali Huru Huru Swaha. Thiện nam tử, Bồ Tát Đại Sĩ nơi địa thứ ba được minh chú tên là Sức Mạnh Khó Thắng. Minh chú này do hơn ba hàng sa Như Lai tuyên thuyết để hộ trì cho Bồ Tát Đại Sĩ địa thứ ba. Ai tụng trì minh chú này thì thoát được mọi sự sợ hãi như ác thú, quỷ ác, người ác, thần ác, oán thù, giặc giả, tai họa, mọi sự khổ não, thoát cả năm chướng nạn như vậy, không quên nhớ đến địa thứ ba. Bây giờ, Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú ấy. Tathyatha Tantaki Potaki Karati Kaurati Keyuri Tantili Swaha. Thiện nam tử, Bồ Tát Đại Sĩ nơi địa thứ tư được minh chú tên là Sự Ích Lợi Lớn. Minh chú này do hơn bốn hàng sa Như Lai tuyên thuyết để hộ trì cho Bồ Tát Đại Sĩ địa thứ tư. Ai tụng trì minh chú này thì thoát được mọi sự sợ hãi như ác thú, quỷ ác, người ác, thần ác, oán thù, giặc giả, tai họa, mọi sự khổ não. Thoát cả năm chướng nạn như vậy, không quên nhớ đến địa thứ tư. Bây giờ, Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú ấy. Tathyatha Siri Siri Damini Damini Darii Sidariniri Sirini Vichara Pachi Pachina Pandamite Swaha. Thiện nam tử, Bồ Tát Đại Sĩ nơi địa thứ năm được minh chú tên là Công Đức Trang Nghiêm. Minh chú này do hơn năm hàng sa Như Lai tuyên thuyết để hộ trì cho Bồ Tát Đại Sĩ địa thứ năm. Ai tụng trì minh chú này thì thoát được mọi sự sợ hãi như ác thú, quỷ ác, người ác, thần ác, oán thù, giặc giả, tai họa, mọi sự khổ não, thoát cả năm thứ chướng nạn như vậy, không quên nhớ đến địa thứ năm.
Bây giờ Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú ấy: Tathyatha Hari Harini Chari Charini Karamani Samramani Sap Suni Champani Sitavani Mohani Sirabuhe Swaha. Thiện nam tử, Bồ Tát đại sĩ nơi địa thứ sáu được minh chú tên là Trí Giác Viên Mãn. Minh chú này do hơn 6 hằng sa Như Lai tuyên thuyết để hộ trì cho Bồ Tát đại sĩ địa thứ sáu. Ai tụng trì minh chú này thì thoát được mọi sự sợ hãi như ác thú, quỷ ác, người ác, thần ác, oán thù, giặc giả, tai họa, mọi sự khổ não. Thoát cả năm chướng nạn như vậy, không quên nhớ đến địa thứ sáu. Bây giờ Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú ấy: Tathyatha Vitori Vitorim Arini Marini Kiri Kiri Vito Hanti Ruru Ruru Churu Churu Duva Duruva Sasa Satcha Varisa Swati Satva Sattvanam Siddhi Yantu Maya Mantra Padani Swaha. Thiện nam tử, Bồ Tát đại sĩ nơi địa thứ bảy được minh chú tên là Thắng Hạnh của Pháp. Minh chú này do hơn 7 hàng sa Như Lai tuyên thuyết để hộ trì cho Bồ Tát đại sĩ địa thứ bảy. Ai tụng trì minh chú này thì thoát được mọi sự sợ hãi như ác thú, quỷ ác, người ác, thần ác, oán thù, giặc giả, tai họa, mọi sự khổ não. Thoát cả năm chướng nạn như vậy, không quên nhớ đến địa thứ bảy. Bây giờ Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú ấy: Tathyatha Jaha Jaharu Jaha Jaharu Viduke Viduke Amrita Khani Frisani Vairu Chani Vairu Chike Varuvati Vidibike Bandin Varini Amritike Bahujaja Bahujayu Swaha. Thiện nam tử, Bồ Tát đại sĩ nơi địa thứ 8 được minh chú tên là Kho Tàng Vô Tận. Minh chú này do hơn 8 hàng sa Như Lai tuyên thuyết để hộ trì cho Bồ Tát đại sĩ địa thứ 8. Ai tụng trì minh chú này thì thoát được mọi sự sợ hãi như ác thú, quỷ ác, người ác, thần ác, oán thù, giặc giả, tai họa, mọi sự khổ não. Thoát cả năm chướng nạn như vậy, không quên nhớ đến địa thứ 8. Bây giờ Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú ấy: Tathyatha Siri Siri Sirini Mite Mite Kari Kari Heru 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 Churu Churu Vanjani Swaha. Thiện nam tử, Bồ Tát đại sĩ nơi địa thứ 9 được minh chú tên là Pháp Môn Vô Lượng. Minh chú này do hơn 9 hàng sa Như Lai tuyên thuyết để hộ trì cho Bồ Tát đại sĩ địa thứ 9. Ai tụng trì minh chú này thì thoát được mọi sự sợ hãi như ác thú, quỷ ác, người ác, thần ác, oán thù, giặc giả, tai họa, mọi sự khổ não. Thoát cả năm chướng nạn như vậy, không quên nhớ đến địa thứ 9. Bây giờ Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú ấy: Tathyatha Hari Chandarike Kulamabate Torisi Bata Batasi Siri Siri Kasiri Kapisiri Swati Sava Swatanang Swaha. Thiện nam tử, Bồ Tát đại sĩ nơi địa thứ 10 được minh chú tên là Phá Núi Kim Cương. Minh chú với những câu và chữ cát tường đưa đến vị trí quán đảnh như thế này là do hơn 10 hàng sa Như Lai tuyên thuyết để hộ trì cho Bồ Tát đại sĩ địa thứ 10. Ai tụng trì minh chú này thì thoát được mọi sự sợ hãi như ác thú, quỷ ác, người ác, thần ác, oán thù, giặc giả, tai họa, mọi sự khổ não. Thoát cả năm thứ chướng nạn như vậy, không quên nhớ đến địa thứ 10. Bây giờ Đức Thế Tôn tuyên thuyết minh chú ấy:
Tathagatha Siddhi Suside Mochani Moksani Vimukti Amale Vimale Niyamale Mogale Hiranyagabe Ratnagabe Samantabare Savante Sithani Manasi Ambuti Antibuti Achare Virase Anti Amrita Arase Virase Pratme Pratmane Puni Purana Nautrate Swaha. Vào lúc bấy giờ, Bồ Tát Sư Tử Tướng Vô Ngại Quang Diệm nghe Đức Thế Tôn tuyên thuyết những minh chú bất khả tư nghị như vậy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt vạt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính, đảnh lễ ngang chân Đức Thế Tôn, dùng những lời chỉnh cú mà tán dương Ngài. Con kính lạy đấng không thể ví dụ, và kính lạy pháp ly tướng sâu xa, chúng sinh bỏ mất cái biết chính xác, chỉ Đức Thế Tôn mới cứu vớt được. Mắt tuệ sáng tỏ của Đức Thế Tôn thì không thấy có một pháp tướng nào, nhưng Ngài lại dùng mắt pháp chính xác chiếu soi khắp cả bất khả tư nghị. Không hề thấy có một pháp sinh ra, không hề thấy có một pháp diệt mất, do sự nhìn thấy bình đẳng như vậy mà được đạt đến vị trí vô thượng. Không hề phá hoại đối với sinh tử, không hề trú ở đối với niết bàn. Vì không vướng mắc nhị biên như vậy nên Đức Thế Tôn thật chứng niết bàn. Đối với thanh tịnh, đối với tạp nhiễm thì Đức Thế Tôn biết là nhất vị. Vì không phân biệt các pháp như vậy nên Đức Thế Tôn được tối thanh tịnh. Thân không biên cương của Đức Thế Tôn không hề nói đến một chữ nào cả. Thế mới làm cho các chúng đệ tử được sung mãn cả nước mưa chánh pháp. Đức Thế Tôn nhìn thì tướng chúng sinh tất cả chủng loại đều là không cả. Thế nhưng đối với những người khổ não, Ngài thường nổi dậy mọi sự cứu hộ. Khổ não yên vui thường còn vô thường, hữu ngã vô ngã. Những quan điểm ấy không là đồng nhất, cũng không dị biệt, không là phát sinh, cũng không diệt mất. Những nghĩa như vậy thật nhiều rất nhiều, chỉ do nói phô mà có sai biệt. Ví như tiếng vang dội từ hang trống, chỉ Đức Thế Tôn thấu rõ như vậy. Thể tánh các pháp vốn không phân biệt, vì thế không có các thừa khác nhau. Nhưng vì cứu độ cho bao chúng sinh, Thế Tôn phân ra nói có tam thừa. Đại Tự Tại Phạn Thiên Vương lúc ấy cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt vạt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính, đảnh lễ ngang chân Đức Thế Tôn mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, kinh Ánh Sáng Hoàng Kim này hiếm có, khó lường. Phần đầu, phần giữa, phần cuối đều khéo léo, văn và nghĩa đều trọn vẹn, hoàn thành được toàn bộ Phật Pháp. Ai thọ trì thì thế là người ấy báo đáp ơn đức của chư vị Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy: Thiện nam tử, đúng như vậy, đúng như ông nói. Thiện nam tử, những ai được nghe kinh này thì toàn là những người không còn thoái chuyển vô thượng bồ đề. Vì sao? Thiện nam tử, vì những người ấy năng lực thành thục được thiện căn thù thắng của Bồ Tát ở địa vị không còn thoái chuyển. Kinh này là ấn tín bậc nhất của Phật Pháp, là vua của các kinh, nên phải lắng nghe, tiếp nhận, ghi nhớ, cứu xét, tụng thuộc. Vì sao? Thiện nam tử, vì nếu ai chưa gieo trồng thiện căn, chưa thành thục thiện căn, chưa thân cận chư vị Như Lai thì không thể lắng nghe diệu pháp như vậy. Nên thiện nam hay thiện nữ nào lắng nghe được thì diệt trừ nghiệp chướng, thực hiện thanh tịnh,
thường được nhìn thấy chư vị Như Lai, không rời xa các ngài và những bậc thiện tri thức, những bậc thắng hạnh. Thường nghe diệu pháp, đứng vững nơi vị trí không còn thoái chuyển, đạt được các pháp tổng trì thù thắng bất tận bất giảm, là tổng trì hải ấn xuất sinh công đức vi diệu, tổng trì thông suốt tâm ý và ngôn ngữ của chúng sinh, tổng trì thái dương tròn đầy phát xuất ánh sáng không gợn bẩn, tổng trì dần trăng tròn đầy phát xuất ánh sáng, tổng trì dẹp được mê hoặc mà diễn ra dòng nước công đức, tổng trì phá nát núi kim cương, tổng trì nói về kho tàng duyên khởi là nghĩa lý không thể diễn nói, tổng trì thông suốt nguyên tắc và âm thanh của ngôn ngữ chân thật, tổng trì không gian trong sáng làm ấn tín của tâm, tổng trì Phật thân vô biên biến thể khắp cả. Thiện nam tử, thành tựu được các pháp tổng trì bất tận bất giảm như vậy, thì vị Bồ Tát đại sĩ này năng lực hóa hiện được Phật thân khắp trong 10 phương quốc độ, diễn nói chánh pháp vô thượng, đủ mọi dạng thức. Đối với chân như của các pháp thì không chuyển, không trụ, không đến, không đi. Thành thục thiện căn cho chúng sinh mà không thấy một chúng sinh nào là người được thành thục. Diễn nói các hành mà chính trong ngôn ngữ vẫn không chuyển, không trụ, không đi, không đến. Chính nơi sinh diệt mà chứng bất sinh diệt. Tại sao nói các hành không có đi đến? Vì thể tánh các pháp không có dị biệt. Khi Đức Thế Tôn tuyên thuyết pháp thoại này, thì 30.000 Bồ Tát đại sĩ được vô sinh pháp nhẫn. Vô số Bồ Tát không còn thoái chuyển tâm Bồ Đề. Vô số Bí Sô và Bí Sô Ni được sự trong sáng của mắt pháp. Vô số chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Và Đức Thế Tôn nói lời chỉnh cú sau đây: thắng pháp ngược được dòng nước sinh tử, cùng cực nhiệm màu khó mà thấy được. Chúng sinh đuôi mù tham ái che khuất, do không thấy được nên chịu khổ não. Bây giờ cả đại hội đều đứng dậy đảnh lễ ngang chân Đức Thế Tôn, cùng thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, chỗ nào giảng nói đọc tụng kinh Ánh Sáng Hoàng Kim này thì chúng con đến đó để làm thính giả. Chúng con làm cho vị pháp sư tuyên thuyết kinh này được lợi ích, được yên vui, được không chướng ngại, thân thể và tâm ý đều thư thái. Chúng con thường tận tâm hiến cúng vị pháp sư ấy. Chúng con cũng làm cho những người nghe kinh này được yên ổn, vui thích, làm cho quốc gia của họ cư trú không oán thù, không giặc giả, không kinh hoàng, không ách nạn, không đói khát, không tất cả cái khổ như vậy, và dân chúng thì đông đảo, thịnh vượng. Chỗ tuyên thuyết kinh này, chúng con làm cho thành nơi đạo tràng. Chư thiên, nhân loại, loài khác, không ai nên dẫm đạp trên đó với sự dơ bẩn. Vì sao? Vì chỗ tuyên thuyết kinh này, tức là bảo tháp tôn thờ Đức Thế Tôn. Hãy hiến cúng bằng hoa hương, bằng lọng dù, bằng lụa, và chúng con thường bảo vệ chỗ ấy, không cho suy tổn. Đức Thế Tôn dạy đại hội: chư thiện nam thiện nữ, các người nên siêng năng tu tập bản kinh nhiệm màu này, thì thế là chánh pháp tồn tại lâu dài trong thế giới này. Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, cuốn 5, phẩm 7, hoa sen ca tụng. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo thọ thần của Bồ Đề Đại Thọ rằng: tỳ nữ thiên, thiền nữ nên biết cái lý do Bồ Tát Diệu Tràng mộng thấy trống hoàng kim xuất âm thanh lớn ca tụng công đức Như Lai và diệu pháp sám hối. Như Lai sẽ nói cho các người về lý do ấy. Các người hãy nghe kỹ, hãy khéo nghĩ, khéo nhớ. Quá khứ có một đế vương tên Kim Long Chủ thường đem hoa sen làm ví dụ mà ca tụng chư vị Như Lai. Đức Thế Tôn liền thuật lại cho đại hội nghe những lời ca tụng này. Một, chư Phật quá khứ, vị Lai hiện tại, ở trong thế giới, khắp cả 10 phương, con nay chí thành cúi đầu kính lạy, nhất tâm ca tụng các đấng tối thắng. Hai, đấng Đại Mâu Ni, tối thượng thanh tịnh, ánh sáng thân thể,
rực như hoàng kim. Trong các thứ tiếng, tiếng ngài tối thượng như tiếng đại phàn, như sấm rền vang. 3. Tóc ngài thì như ông chúa đen quyền, đường nét uốn xoay, ngời lên xanh biếc, răng đều và xích, trắng như tuyết ngọc, rất bằng và thẳng, và ngời sáng lên. 4. Mắt trong không gần, cực đẹp uy nghiêm, to lớn tựa như cánh hoa sen xanh, tướng lưỡi rộng dài, cùng cực nhu nhuyễn, đỏ như sen hồng, từ nước trồi lên. 5. Giữa mày thường có ánh sáng bạch hào, uốn xoay chiều phải, với màu pha lê. Lông mày dài mịn, sáng như trăng mới, ngời lên lóng lánh như thân ông chúa. 6. Mũi cao dài thẳng, tựa như đỉnh vàng, sạch sẽ tươi sáng, không thiếu vẻ đẹp. Mọi thứ hơi thơm trong thế giới này, mũi này ngửi thấy là biết ở đâu. 7. Thân màu hoàng kim siêu tuyệt bậc nhất, mỗi một đầu lông đẹp đẽ đồng đẳng, xanh biếc mềm mại, uốn theo chiều phải, tinh tế ánh ngời, khó có gì bằng. 8. Thân ấy mới sinh đã có ánh sáng trải ra khắp cả thế giới mười phương, trừ được khổ não ba cõi chúng sinh, làm cho tất cả đều được yên vui. 9. Bất kể địa ngục, bàn sinh, ngạ quỷ, tô la, chư thiên, cùng với nhân loại, làm cho loại trừ các dạng khổ não, thường xuyên hưởng thụ cái vui tự nhiên. 10. Ánh sáng thân ấy thường chiếu khắp cả, tựa như vàng rồng, tinh tế bậc nhất, mặt thì sáng ngời, tựa như trăng tròn, môi thì đỏ tươi, như trái tần bạc. 11. Bước đi uy nghiêm như sư tử đi, mình sáng in như mặt trời mới mọc, cánh tay thì dài, đứng quá đầu gối, thường buông thẳng xuống như nhánh sa la. 12. Dần ánh sáng tròn một tầm tỏa chiếu, rực rỡ tựa như trăm ngàn mặt trời, trải đến khắp cả quốc độ của Phật, tùy kẻ hữu duyên mà được thức tỉnh. 13. Ánh sáng trong suốt, không chi sánh bằng, trải ra khắp cả trăm ngàn thế giới và khắp mười phương, không gì trở ngại, mọi sự mờ tối đều tan biến cả. 14. Từ quang thiện thệ ban cho yên vui, màu sắc trong suốt như núi vàng rồng, ánh sáng trải khắp trăm ngàn quốc độ, những ai gặp được cùng siêu thoát cả. 15. Vô biên thắng phước, hoàn thành thân Phật, tất cả công đức trang sức Phật thân, vượt quá ba cõi, độc xưng Thế Tôn, hơn hết thế giới, thành bậc vô đẳng. 16. Chư vị Thế Tôn thuộc thì quá khứ nhiều như di trần của cả đại địa, chư vị Thế Tôn vị lai hiện tại cũng bằng di trần của cả đại địa. 17. Đem thân miệng ý cùng cực chân thành, con xin kính lại Tam Thế Thế Tôn, ca tụng biển cả công đức vô biên, hiến cúng đủ loại những hương và hoa. 18. Giả sử miệng con có cả ngàn lưỡi ca tụng Thế Tôn trong vô lượng kiếp, thì công đức ngài là bất tư nghị, tối thắng cực sâu, vẫn khó diễn tả. 19. Giả sử lưỡi con có cả trăm ngàn khen một công đức của một đức Phật, cũng vẫn khó được một phần chút ít, huống chi vô biên công đức chư Phật. 20. Giả sử đại địa cho đến chư thiên, đến trời hữu đảnh, toàn là biển nước, đầu lông nhỏ giọt, đếm biết hết cả, một đức một Phật cũng khó lường biết. 21. Đem thân miệng ý cực kỳ chân thành mà con lễ bái cùng với tán dương công đức vô biên của chư Phật Đà. Sự lễ tán ấy được bao thắng phước, quả báo siêu diệt, con xin hồi hướng cho cả chúng sinh chóng thành Phật Đà. 22. Kim Long chủ dương tán thán Phật rồi, tâm càng thâm thiết phát ra đại nguyện, nguyện con sau này trong thì vị lai sinh ra đến mấy kiếp đi nữa. 23. Thường xuyên mộng thấy trống hoàng kim lớn, được nghe âm thanh diệu pháp sám hối, công đức tán Phật thì như liên hoa, nguyện chứng vô sinh thành bậc chánh giác. 24. Thế Tôn xuất thế lâu thai một lần, trăm ngàn đời kiếp cũng khó gặp được, nên đêm thường mộng nghe tiếng trống vàng, ngày thì theo đó tu hành sám hối. 25. Con nguyện viên tu 6 ba la mật, cứu vớt chúng sinh ra khỏi biển khổ. Sao con mới thành đến vô thượng giác, với một tịnh độ bất khả tư nghị. 26.
con đem trống vàng hiến lên chư Phật, tán thán chư Phật công đức chân thật, nguyện nhờ việc này sẽ gặp Thích Tôn thọ ký cho con nối ngôi Pháp Vương. 27. Kim Long Kim Quang là con của con, quá khứ đã làm bậc thiền tri thức, nguyện rằng đời đời vẫn sinh nhà con, cùng con tiếp nhận thọ ký Bồ Đề. 28. Với những chúng sinh không ai cứu giúp, trường kỳ luân hồi lãnh chịu khổ não, nguyện con đời sau làm nơi nương tựa cho họ thường được yên vui thích thú. 29. Cái khổ ba cõi con nguyện diệt trừ, làm cho tùy tâm ở nơi an lạc, nguyện những đời sau tu hành Bồ Đề cũng như quá khứ các vị thành Phật. 30. Nguyện cầu cái phước trống vàng sám hối, làm khô biển khổ, loại trừ nghiệp chướng, nghiệp chướng hoặc chướng tan biến cả rồi, nguyện con chống đạt quả báo trong sáng. 31. Biển cả phước ký giới hạn vô biên, trong suốt rất mực và sâu không cùng, nguyện con thực hiện biển phước ký ấy mau chóng thành đạt vô thượng Bồ Đề. 32. Sức mạnh sám hối của trống vàng này sẽ thể hiện được ánh sáng phước đức, thể hiện ánh sáng nhiệm màu như vậy rồi đem trí quang chiếu soi khắp cả. 33. Nguyện cầu cho con thân thể ánh sáng phước đức trí tuệ đều như chư Phật trong mọi thế giới, độc xưng Thế Tôn quy lực tự tại không ai sánh bằng. 34. Nguyện cầu vượt qua biển khổ hữu lậu, nguyện thường du ngoạn, biển vui vô di, biển phước hiện tại, nguyện thường dẫy đầy, biển trí tương lai, nguyện được viên mãn. 35. Nguyện cõi của con siêu việt ba cõi, phẩm chất thù thắng không có số lượng, những ai liên hệ cùng sinh cõi ấy cùng mau thành đạt trí giác thanh tịnh. 36. Diệu tràng nên biết Kim Long Chủ Dương đã phát nguyện ấy là bản thân ông. 37. Và hai người con Kim Long Kim Quang thì nay chính là Ngân Tướng Ngân Quang, sẽ cùng tiếp nhận Như Lai thọ ký. Toàn thể đại hội nghe những lời này của Đức Thế Tôn thì ai cũng phát tâm Bồ Đề, nguyện rằng hiện tại và vị lai thường y theo những lời ấy mà tu hành diệu pháp sám hối. Phẩm 8. Minh Chú Kim Thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn đối với Bồ Tát Đại Sĩ Thiện Trú ở trong đại hội rằng: Thiện nam tử, có một minh chú danh hiệu Kim Thắng. Thiện nam hay thiện nữ nào muốn cầu đích thân nhìn thấy chư vị Như Lai trong quá khứ hiện tại vị lai để tôn kính hiến cúng thì phải thọ trì minh chú này. Minh chú này là mẹ của chư vị Như Lai trong ba thị giác. Do vậy nên nhận thức rằng thọ trì minh chú này thì có đủ phước đức to lớn, gieo trồng thiện căn nơi vô lượng chư vị Như Lai quá khứ thì nay mới được thọ trì, được thanh tịnh giới pháp, không vi phạm, không thiếu sót, không có chướng ngại, quyết định thể nhập pháp môn sâu xa. Phép trì minh chú này là trước hết xưng niệm hồng danh mà chí thành kính lại chư vị Như Lai và chư vị Bồ Tát sau đây, rồi mới trì tụng minh chú. Kính lạy chư vị Như Lai, kính lạy chư vị Bồ Tát Đại Sĩ, kính lạy chư vị Thanh Văn Duyên Giác, kính lạy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, kính lạy Đức Bất Động Như Lai ở hướng đông, kính lạy Đức Bảo Tràng Như Lai ở hướng nam, kính lạy Đức A Di Đà Như Lai ở hướng tây, kính lạy Đức Thiên Cổ Âm Dương Như Lai ở hướng bắc, kính lạy Đức Quảng Chúng Đức Như Lai ở hướng trên, kính lạy Đức Minh Đức Như Lai ở hướng dưới, kính lạy Đức Bảo Tàng Như Lai, kính lạy Đức Phổ Quang Như Lai, kính lạy Đức Phổ Minh Như Lai, kính lạy Đức Hương Tích Dương Như Lai, kính lạy Đức Liên Hoa Thắng Như Lai, kính lạy Đức Bình Đẳng Kiến Như Lai, kính lạy Đức Bảo Kế Như Lai, kính lạy Đức Bảo Thượng Như Lai, kính lạy Đức Bảo Quang Như Lai, kính lạy Đức Vô Cấu Quang Minh Như Lai, kính lạy Đức Biện Tài Trang Nghiêm Tư Duy Như Lai, kính lạy Đức Tịnh Nguyệt Quang Xưng Tướng Dương Như Lai, kính lạy Đức Quang Nghiêm Quang Như Lai, kính lạy Đức Quang Minh Dương Như Lai, kính lạy Đức Thiện Quang Vô Cấu Xưng Dương Như Lai, kính lạy Đức Quan Sát Vô Quý Tự Tại Dương Như Lai, kính lạy Đức Vô Quý Danh Xưng Như Lai, kính lạy Đức Tối Thắng Dương Như Lai, kính lạy Đức Quang Tự Tại Bồ Tát Đại Sĩ, kính lạy Đức Địa Tạng Bồ Tát Đại Sĩ, kính lạy Đức Hư Không Tạng Bồ Tát Đại Sĩ, kính lạy Đức Diệu Cát Tường Bồ Tát Đại Sĩ, kính lạy Đức Kim Cang Thủ Bồ Tát Đại Sĩ, kính lạy Đức Phổ Hiền Bồ Tát Đại Sĩ, kính lạy Đức Vô Tận Ý Bồ Tát Đại Sĩ, kính lạy Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Sĩ,
kính lạy Đức Từ Thị Bồ Tát Đại Sĩ, kính lạy Đức Thiện Tuệ Bồ Tát Đại Sĩ, rồi trì tụng Minh Chú Kim Thắng như sau: Nam Mô Ratna Tayaya Tathyatha Kunte Kunte Kusate Kusale Kusale Ichili Mitili Swaha. Đức Thế Tôn về Bồ Tát Thiện Trú Minh Chú này là mẹ của Tam Thế Như Lai. Thiện nam hay thiện nữ nào trì Minh Chú này thì xuất sinh cái khối phước đức vô lượng vô biên, thì tức là hiến cúng, cung kính, tôn trọng, tán dương đối với vô số chư vị Như Lai. Thì chư vị Như Lai ấy cùng thọ ký cho người ấy về vô thượng Bồ Đề. Thiện Trú, ai trì Minh Chú này thì hiện tại tùy theo ý muốn mà cơm áo, tài sản đa văn, thông minh, vô bệnh, sống lâu đều được lắm phước trong đó. Ước nguyện tội ý. Thiện Trú, trì Minh Chú này thì cho đến lúc thực chứng vô thượng Bồ Đề, thường xuyên được ở chung với Đại Bồ Tát Kim Thành Sơn, Đại Bồ Tát Từ Thị, Đại Bồ Tát Đại Hải, Đại Bồ Tát Quang Tự Tại, Đại Bồ Tát Diệu Cát Tường, Đại Bồ Tát Đại Văn Di La và các vị đồng đẳng, được các vị Đại Bồ Tát này hộ trì. Thiện Trú, trì Minh Chú này thì theo cách thức sau đây. Trước hết phải trì tụng cho được 10.008 biến, làm tiền phương tiện, kế đó trang hoàng đạo tràng ở trong phòng kính, lấy ngày mồng một của tháng trăng tối mà tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ sạch sẽ, rồi đốt hương trải qua hiến cúng như vậy, lại hiến cúng ẩm thực. Khi bước vào đạo tràng thì trước hết, như trước đã chỉ, sướng lại chư vị Như Lai và chư vị Bồ Tát, tiếp theo chí thành và thiết tha mà sám hối nghiệp chướng đã qua. Sau đó đầu gối bên phải quỳ xuống chấm đất, trì tụng Minh Chú cho được 1.008 biến, rồi ngồi ngay thẳng mà tư duy đến ước nguyện của mình. Mặt trời chưa mọc thì ở trong đạo tràng mà ăn thức ăn tịnh hắc, và chỉ ăn mỗi ngày một bữa, phải 15 ngày mới ra khỏi đạo tràng. Như vậy thì người ấy quy được phước đức thật bất khả tư nghị, ước nguyện gì cũng tội ý cả. Nếu không tội ý thì lại nhập đạo tràng, tội ý rồi vẫn thường xuyên trì tụng, đừng quên. Phẩm chính: Trùng tuyên về không. Đức Thế Tôn nói về Minh Chú Kim Thắng rồi, để lợi ích cho Bồ Tát Đại Sĩ, cho đại hội nhân loại chư thiên, làm cho ai cũng nhận thức đạo lý bậc nhất, thầm thâm chân thật, nên Ngài nói lại về không bằng những chỉnh cú sau đây. 1. Như Lai ở trong các kinh sâu xa đã nói phong phú về diệu lý không. Nay trong bản kinh vua các kinh này, lực nói về không siêu diệt tư nghị. 2. Với diệu lý không quảng đại sâu xa, chúng sinh vô trí không thể ý thức, thế nên Như Lai trùng tuyên nơi đây về diệu lý ấy cho họ tỉnh ngộ. 3. Nhân bậc đại bi thương xót chúng sinh, đem thiện phương tiện làm thắng nhân duyên, thế nên Như Lai trong đại hội này trùng tuyên cho họ thể nhận không lý. 4. Không thì thân này tựa như sớm vắng, lục tặc ở đó mà không biết nhau, nhóm giặc sáu cảnh dựa riêng sáu căn mà không biết nhau, cũng y như vậy. 5. Nhãn căn thường nhìn vào nơi sắc cảnh, nhĩ căn liên tục nghe vào thanh cảnh, tỷ căn thường ngửi vào nơi hương cảnh, thiệt căn vị giác vào nơi mỹ vị. 6. Thân căn tiếp nhận xúc giác mềm dịu, ý căn biết pháp có chán bao giờ, như vậy sáu căn khởi theo yếu tố cùng nơi cảnh riêng mà sinh phân biệt. 7. Thức như ảo quá, đâu phải chắc thật, nó dựa vào cảnh mà vọng tham cầu, như người bôn ba trong sớm trống vắng. 6 thức cũng vậy, dựa vào 6 căn. 8. Thức vọng khắp cả, chuyển theo vị trí, dựa căn dinh cảnh mà biết mọi sự, đắm sắc thanh hương, sai vị xuất pháp và riêng giới pháp tầm tư không ngừng. 9. Thức theo duyên tố đi khắp 6 căn, tựa như con chim bay trong không gian, nhưng phải nhờ căn làm chỗ y cứ, thức mới nhận thức đối với các cảnh. 10. Không là tri giả, không là tác giả, thân không bền chắc, có do yếu tố, tất cả là sinh, tự dòng phân biệt, chỉ như bộ máy, chuyển động vì nghiệp, đất nước lửa gió, chung thành thân thể, và tùy yếu tố, kết quả khác nhau, nhưng ở một chỗ mà chúng hại nhau, như bốn rắn độc ở trong một hộp. 12. Bốn rắn tứ đại, bản tính khác nhau, cùng trong một thân, vẫn có thăng trầm, hoặc lên hoặc xuống, khắp cả châu thân. Thế nên chung cục,
quy về diệt vong. 13. Bốn con rắn độc, tứ đại như vậy, đất nước hai loại, đa số trầm xuống, gió lửa hai loại, tính lại nhẹ bổng. Do mâu thuẫn ấy, bình hoạn phát sinh. Tâm thức dựa vào cái thân như vậy, tạo nghiệp lành dữ, đủ mọi dạng thức. Rồi trong trời người, hay ba đường dữ, tùy theo nghiệp lực mà nhận thân hình. 15. Thân hình ấy bệnh, rồi thân hình chết, bệnh thì đại tiểu, từ thân thoát ra, chết thì thối rã, dòi bọ ghê tởm, vất ở rừng thay, như vất gỗ mục. 16. Đại hội hãy xét, thân là như vậy, tại sao chấp là bản ngã sinh thể? Phải xét các pháp, toàn là vô thường, toàn do năng lực, vô minh khởi động. 17. Bốn thứ đại chủng, toàn bộ hư vọng, bản chất không thật, thật thể không sinh. Nên Như Lai nói, đại chủng toàn không, thì biết phù hư, không phải thật có. 18. Và chính vô minh, tự tánh vốn không, có ra chỉ vì yếu tố hòa hợp, làm cho lúc nào cũng mất tuệ giác. Nên Như Lai nói, đó là vô minh. 19. Do hành giới thức mà có danh sắc, lục nhập và xúc, cũng sinh từ đó. Do ái thủ hữu, có sinh già chết, lo buồn khổ não, theo mãi chúng sinh. 20. Khổ não ác nghiệp, ràng buộc bức bách, sinh tử luân hồi, như vậy không nghĩ, bản lai phi hữu, thể tánh là không, vì không như lý, phân biệt sinh ra. 21. Như Lai đã diệt mọi thứ phiền não, thường do chánh trí hiện hành mà sống. Biết nhà ngũ quẩn toàn là trống rỗng, tiếng chứng bồ đề nơi thật chân thật. 22. Như Lai mở cửa đại thành cam lộ, chỉ cho đồ chứa cam lộ di diệu, tự mình đã được chân cam lộ gì, lại đem cho người cam lộ gì ấy. 23. Như Lai giống lên trống pháp tối thắng, Như Lai thổi lên lo pháp tối thắng, Như Lai đốt lên đèn pháp tối thắng, Như Lai mưa xuống nước pháp tối thắng. 24. Chiến thắng phiền não cùng bao quán kết, Như Lai dựng lên cờ pháp tối thượng, từ biển sinh tử cứu vớt chúng sinh, Như Lai đóng cửa ba nẻo đường dữ. 25. Phiền não lửa dữ thiêu đốt chúng sinh, không ai cứu cho, không nơi nương tựa, cam lộ mát ngọt làm cho sung mãn, thân tâm nóng bức đều loại trừ cả. 26. Do vậy Như Lai trong vô số kiếp tôn kính hiến cúng chư vị Như Lai, kiên trì pháp giới, bước tới bồ đề, mong chứng pháp thân thể hiện an lạc. 27. Như Lai đem cho tai mắt chân tay, vợ con tôi tớ cũng không tiếc lẫn, tài sản vàng ngọc, cái đồ trang sức, tùy ai cầu gì Như Lai cho cả. 28. Tu hành khắp cả 6 ba la mật, viên mãn 10 địa mà thành chánh giác, thế nên được tôn bậc nhất thế trí, không một ai khác lường nổi Như Lai. 29. Giả sử đất đai đại thiên thế giới, tất cả mọi nơi đều mọc cây cối, cây lùm cây rừng, lúa mè tre lao, cùng với bao nhiêu chủng loại cây khác. 30. Cây cối như vậy đều đốn chặt hết và đem nghiền nhỏ thành di trần cả, tụ di trần ấy thành khối thành đống, cho đến tụ lại đầy cả không gian. 31. Tất cả quốc độ khắp cả 10 phương có được bao nhiêu đại thiên thế giới, đất đai trong đó cũng nghiền thành bụi, số lượng bụi ấy hết cách tính toán. 32. Giả sử trí tuệ của cả chúng sinh gom lại thành ra trí tuệ một người, và người như vậy nhiều đến vô số, có thể biết được số bụi nói trên. 33. Nhưng chỉ một thoáng tuệ giác Như Lai mà những người trên chung nhau suy lượng, trong những đời kiếp nhiều đến vô số cũng không tính toán, biết được phần ít. Bây giờ đại hội nghe Đức Thế Tôn trùng tuyên về cái không sâu xa, thì có vô lượng chúng sinh thấu triệt 4 đại 5 quẩn thể tánh toàn không. 6 căn 6 cảnh chỉ ràng buộc một cách giả dối, ai cũng nguyện bỏ luân hồi, chính xác tu tập giải thoát, thâm tâm vui mừng, phụng trì đúng lời Đức Thế Tôn chỉ dạy. Phẩm 10. Mãn nguyện gì không? Trong đại hội có thiên nữ Như Ý, Bảo Quang Diệu. Nghe Đức Thế Tôn tuyên thuyết diệu pháp sâu xa, thì hoan hỷ phấn chấn, từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt giặt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con cách tu hành về diệu pháp sâu xa. Thiên nữ nói lời chỉnh cú sau đây:
đấng soi thế giới, đấng lượng túc tôn, đấng tối thắng nhất, con xin hỏi Ngài về cách Bồ Tát tu hành chính xác, xin Ngài từ bi cho phép con hỏi. Đức Thế Tôn dạy: Thiền nữ thiên, có điều gì nghi hoặc thì tùy ý mà hỏi, Như Lai sẽ giảng giải cho. Thiền nữ thiên liền thỉnh vấn Đức Thế Tôn rằng: Các vị Bồ Tát làm sao tu hành Bồ Đề chánh hạnh, rời cả sinh tử cùng với Niết Bàn mà lợi mình người? Đức Thế Tôn dạy: Thiền nữ thiên, hãy dựa pháp tánh mà hành Bồ Đề, tu bình đẳng hạnh. Dựa pháp tánh mà hành Bồ Đề, tu bình đẳng hạnh là thế nào? Là chính nơi ngũ quẩn mà phát hiện pháp tánh. Pháp tánh là ngũ quẩn, nhưng ngũ quẩn với pháp tánh không thể nói tức, cũng không thể nói rời. Nếu nó pháp tánh tức ngũ quẩn thì thế là đoàn kiến, nếu nó pháp tánh rời ngũ quẩn thì thế là thường kiến. Phải rời cả hai khái niệm, không vướng hai cực đoan, không thể thấy vượt trên sự thấy, không danh từ, không ấn tượng, như thế mới là nói về pháp tánh. Thiền nữ thiên, chính nơi ngũ quẩn mà phát hiện pháp tánh là thế nào? Là xét ngũ quẩn không do yếu tố tương quan mà phát sinh. Nếu nói do yếu tố mà phát sinh thì đã sinh mà sinh hay chưa sinh mà sinh? Nếu nói đã sinh mà sinh thì cần gì yếu tố? Nếu nói chưa sinh mà sinh thì sự sinh ấy không thể có được. Chưa sinh là không có, không có danh từ, không có khái niệm, không phải tính toán hay ví dụ mà diễn tả được, vì đâu phải là cái do yếu tố tương quan mà sinh ra. Thiền nữ thiên, hãy nói cho tiếng trong. Do gỗ, do da, do dùi, do tay, do đủ thứ mới có tiếng phát ra. Tiếng ấy quá khứ đã không có, vị lai sẽ không có, hiện tại cũng không có. Tại sao? Vì tiếng ấy không do gỗ mà có, không do da mà có, không do dùi, do tay mà có. Không có cả trong ba thì gian, thì thế là không sinh. Không sinh thì không diệt, không diệt thì không đến từ đâu. Không đến từ đâu thì không đi đến đâu. Không đi đến đâu thì phi thường phi đoạn. Phi thường phi đoạn thì phi nhất phi dị. Nếu là nhất thì không khác pháp tánh. Mà nếu thế thì phàm phu đáng lẽ thấy được pháp tánh, được niết bàn tối thượng an lạc, nhưng đã không phải như vậy thì biết phi nhất. Nếu là dị thì chư vị Như Lai và chư vị Bồ Tát thi hành toàn là chấp trước, chưa được giải thoát, không chứng Bồ Đề. Nhưng đối với thánh giả thì cái ngũ quẩn chuyển biến với cái pháp tánh phi chuyển biến đồng là thật tánh, thế nên phi dị. Do vậy mà biết ngũ quẩn phi hữu phi vô, phi do yếu tố phát sinh, phi không do yếu tố phát sinh. Và là cái thánh trí biết đến, không phải lĩnh vực của người khác, lại là cái không phải ngôn ngữ diễn tả, không danh từ, không khái niệm, không nhân tố, không duyên tố, không thể ví dụ, đầu cuối vắng lặng, xưa nay từ không. Như thế, đó gọi là chính nơi ngũ quẩn mà phát hiện pháp tánh. Thiền nữ thiên, thiện nam hay thiện nữ nào muốn cầu vô thượng Bồ Đề thì phải phi chân phi tục, vượt quá suy đường, phàm cảnh thánh cảnh phi nhất phi dị, nói tóm không bỏ tục, không rời chân, thì đó là dựa pháp tánh mà hành Bồ Đề. Đức Thế Tôn dạy như vậy rồi, thiền nữ thiên phấn chấn hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắc vạt áo của gia bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính, nhất tâm đảnh lễ mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, đúng như lời Ngài đã huấn dụ về Bồ Đề hạnh, con nguyện xin tu học. Bấy giờ Đại Phạn Thiên Vương chủ của thế giới hệ Sách Ha ở trong đại hội hỏi thiền nữ thiên Như Ý Bảo Quang Diệu rằng: Bồ Đề hạnh như vậy thật khó tu tập, thiền nữ làm sao tự tại được với Bồ Đề hạnh ấy? Thiền nữ thiên nói: Đại Phạn Vương, như lời Thế Tôn huấn dụ thì thật sâu xa, chúng sinh khó mà nhận thức, vì đó là lĩnh vực của thánh giả nhiệm màu có biết. Nhưng đối với diệu pháp ấy, tôi sống được yên vui trong đó. Nếu lời này mà thật thì ước nguyện toàn thể chúng sinh trong cái thời kỳ đầy cả năm thứ dơ bẩn này đều thành màu hoàng kim, đủ 32 tướng tốt, phi nam phi nữ, ngồi tòa sen ngọc, hưởng vô lượng yên vui. Thiên hoa tự mưa xuống, thiên nhạc tự tấu lên, mọi cách hiến cúng đầy đủ tất cả. Thiền nữ thiên nói rồi, tất cả chúng sinh trong thời kỳ đầy cả năm thứ dẫn đục này đều thành màu hoàng kim, đủ tướng đại trượng phu, phi nam phi nữ, ngồi tòa sen ngọc, hưởng vô lượng yên vui, y như tha hóa tự tại thiên cung, không mọi đường giữ, cây ngọc có hàng có đối, hoa sen bảy chất liệu quý đầy cả thế giới, lại mưa xuống thiên hoa bảy chất liệu quý rất đẹp,
thiên nhạc tấu lên. Và thiền nữ thiên như ý bảo quang diệu thì biến thể nữ thân thành thân đại phạn dương. Bấy giờ đại phạn dương hỏi thiền nữ thiên như ý bảo quang diệu: ngài hành bồ đề hạnh như thế nào? Thiền nữ thiên nói: đại phạn dương, như trăng dưới nước hành bồ đề hạnh thì tôi cũng hành bồ đề hạnh. Như chim bao hành bồ đề hạnh thì tôi cũng hành bồ đề hạnh. Như sóng nắng hành bồ đề hạnh thì tôi cũng hành bồ đề hạnh. Như tiếng giang hành bồ đề hạnh thì tôi cũng hành bồ đề hạnh. Đại phạn dương nghe nói như vậy thì thưa rằng: kính bạch bồ tát, ngài dựa vào ý nghĩa nào mà nói như vậy? Thiền nữ thiên trả lời: đại phạn dương, có một pháp nào là thực tại toàn do yếu tố tương quan mà thành. Đại phạn dương nói như ngài thì phàm phu lẽ đáng được vô thượng bồ đề cả. Thiền nữ thiên nói: ngài nói như vậy là với ý gì? Ngài nên biết phàm phu thì cho người ngu khác, người trí khác, bồ đề khác, phi bồ đề khác, giải thoát khác, phi giải thoát khác. Nhưng đại phạn dương, thánh giả thì thấy các pháp như vậy bình đẳng không khác, biết pháp tánh chân như phi nhất phi dị, cũng không có cái trung tính để mà chấp trước, bất tăng bất giảm. Đại phạn dương, như nhà áo thuật và đồ đệ của mình rất rành áo thuật, đến chỗ ngã tư dùng những vật liệu cát đất cỏ cây vân vân gom lại một chỗ mà làm áo thuật, làm cho người ta thấy những voi, những ngựa, những xe vân vân, thấy đống bảy loại quý báu, thấy kho lẫm tràn đầy. Rồi kẻ khờ khạo không biết suy xét, không hiểu ảo thuật, nên thấy hay nghe gì cũng cho là thật, voi thật, ngựa thật vân vân, và chỉ thế là thật, ngoài ra là dối cả, sau đó không còn suy xét gì nữa. Còn người hiểu biết thì trái lại, biết cái gốc ảo thuật, nên thấy hay nghe gì cũng nghĩ những thứ ta thấy, thấy voi, thấy ngựa vân vân, toàn là giả cả, chỉ do ảo thuật mê hoặc mắt người, giọng cho là voi lạ lẫm, nhưng chỉ có tên không có thật, nên cái ta thấy nghe không nên chấp là thật. Sau đó càng xét biết là dối trá. Do vậy trí giả thì biết các pháp không thật, chỉ do thế nhân thấy gì nghe gì thì nói ra như thế, chỉ xét cho kỹ thì không phải như thế. Và như thế thì cũng do nói giả mà xét ra nghĩa thật. Đại phạn dương, chúng sinh chưa có mắt tuệ của các vị thánh giả, chưa biết chân như của các pháp là không thể nói, nên thấy hay nghe cái pháp hữu di chuyển biến với cái pháp vô di phi chuyển biến thì tư duy y theo thấy nghe và chấp cho là thật. Trong chân đế, họ không thể thấu hiểu chân như các pháp là không thể nói. Còn các vị thánh giả thấy hay nghe cái pháp hữu di chuyển biến với cái pháp vô di chuyển biến thì tùy trí lực mà không chấp là thật có. Thấu hiểu tất cả, không có gì là hữu di chuyển biến, không có gì là vô di phi chuyển biến, chỉ vọng tưởng là chuyển biến phi chuyển biến, chỉ có tên không có thật. Thế rồi các vị thánh giả ấy tùy tục đế mà nói cho người khác biết sự thật là như vậy. Đại phạn dương, các vị thánh giả sử dụng sự thấy biết của bậc thánh thấu hiểu chân như là không thể nói, chuyển biến phi chuyển biến cũng như vậy. Nhưng vì làm cho người khác cũng biết như vậy nên nói ra bao nhiêu dạng thức của danh ngôn tục đế. Bây giờ đại phạn dương đã hỏi Bồ Tát Như Ý Bảo Quang Diệu rằng có bao nhiêu chúng sinh hiểu được cái pháp sâu xa như thế này. Bồ Tát nói: đại phạn dương, có tâm dương và tâm sở của những người được ảo thuật tạo ra biết được cái pháp sâu xa này. Đại phạn dương nói: người ảo thuật thì không thật có, vậy tâm dương tâm sở có từ đâu? Bồ Tát nói: lời tôi nói có nghĩa, nếu biết pháp tánh phi hữu phi vô thì người ấy biết được nghĩa lý sâu xa này. Đại phạn dương thưa Đức Thế Tôn: bạch ngài, vì Bồ Tát Như Ý Bảo Quang Diệu này thật bất khả tư nghị, thông suốt đến như vậy, đối với nghĩa lý cực kỳ sâu xa. Đức Thế Tôn dạy đúng như vậy. Đại phạn dương: đúng như ông nói, thiền nữ thiên Như Ý Bảo Quang Diệu đã từ lâu giáo huấn cho các người phát tâm tu học vô sinh pháp nhẫn. Đại phạn dương cùng với phạn chúng liền đứng dậy khỏi chỗ họ ngồi, vắt giặt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính lại ngang chân Bồ Tát Như Ý Bảo Quang Diệu mà nói như vậy: thật là hiếm có, ngày nay chúng tôi hành ngộ đại sĩ được nghe pháp nghĩa đại sĩ nói. Đức Thế Tôn bảo đại phạn dương: vị thiền nữ thiên Như Ý Bảo Quang Diệu này trong thì vị lai sẽ thành Phật Đà, danh hiệu là Bảo Diệm Các Tường Tạng, bậc đến như chư Phật, bậc thích ứng hiến cúng, bậc biết đúng và khắp,
bậc hoàn hảo sự sáng, bậc khéo qua niết bàn, bậc lý giải vũ trụ, bậc không ai trên nữa, bậc thuần hóa mọi người, bậc thấy cả trời người, bậc tuệ giác hoàn toàn, bậc tôn cao nhất. Khi Đức Thế Tôn tuyên thuyết pháp thoại này, thì có 3.000 ức Bồ Tát không còn thoái chuyển vô thượng Bồ Đề, 8.000 ức thiên tử và vô số quốc vương cùng thần dân đều xa bụi bặm, rời dơ bẩn, được sự trong sáng của mắt pháp. Bây giờ trong đại hội có 50 ức bí xô hành Bồ Tát hành mà muốn thoái chuyển Bồ Đề tâm. Nhưng khi nghe Bồ Tát Như Ý Bảo Quang Diệu thuyết pháp như trên, thì ai cũng được sự kiên định bất khả tư nghị, thỏa mãn ước nguyện tối thượng, phát lại Bồ Đề tâm và cởi pháp y mà hiến lên Bồ Tát, phát lại cái chí thắng tiến tối thượng và nguyện rằng bao nhiêu thiện căn của chúng tôi đều được không còn thoái chuyển, hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Đức Thế Tôn nói với Đại Phạn Dương: các vị bí xô này do công đức này mà tu hành đúng như huấn dụ, qua 90 đại kiếp thì sẽ được kiến ngộ, thoát ly sinh tử. Đức Thế Tôn liền thọ ký cho rằng chư vị bí xô qua 30 vô số kiếp, chư vị sẽ được thành Phật Đà, với thời kỳ tên Nang Thắng Quang Dương, mức độ tên Vô Cấu Quang. Chư vị đồng thời chứng đắc vô thượng Bồ Đề, đồng một danh hiệu nguyện trang nghiêm giáng sức dương, đủ 10 đức hiệu. Đại Phạn Dương: bản kinh nhiệm màu ánh sáng hoàng kim này, ai chính xác nghe nhớ thì có uy lực rất lớn. Giả sử có ai tu hành 6 ba la mật trong 100.000 đại kiếp mà không có sự nhận thức về không làm phương tiện. Mặt khác, nếu có thiện nam hay thiện nữ nào sao chép kinh ánh sáng hoàng kim này, cứ mỗi nửa tháng đọc tụng chuyên chú, thì cái khối công đức này, công đức trước không bằng 1%, đến nỗi toán số hay ví dụ cũng không đối chiếu được. Đại Phạn Dương: do vậy mà Như Lai khuyến khích các người tu học, chánh niệm, thọ trì, tuyên thuyết phong phú. Tại sao? Vì xưa kia, khi Như Lai đi trên đường đi Bồ Tát, thì như những dũng sĩ xung trận, Như Lai không tiếc tính mạng mà lưu thông bản kinh Vua Chúa và nhiệm màu này, tiếp nhận, ghi nhớ, nghiên cứu, tụng thuộc, giải thích cho người. Đại Phạn Dương: luân duyên còn thì thất bảo còn, luân duyên mất thì thất bảo cũng tự nhiên mất theo. Cũng y như vậy, Đại Phạn Dương: kinh Vua ánh sáng hoàng kim này nếu còn thì pháp bảo tối thượng còn cả, nếu không còn thì pháp bảo cũng ẩn mất hết. Do vậy, đối với kinh Vua này, các người phải chuyên tâm mà lắng nghe, mà ghi nhớ, nghiên cứu, tụng thuộc, giải thích phong phú cho bao người khác, khuyến khích họ cũng sao chép và tu hành bằng sự tinh tiến ba la mật, không tiếc tính mạng, không nài mệt nhọc. Đó là công đức siêu việt trong các công đức. Là đệ tử của Như Lai thì các người phải siêng năng tu học như vậy. Đại Phạn Dương với vô số phạn chúng, Đế Thích cùng 4 vị thiên dương với bộ chúng diệt xoa, tất cả đều từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt vạt áo của gia bên phải, của bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính mà thưa: bạch Đức Thế Tôn, chúng con cùng nhau nguyện giữ gìn và quảng bá kinh ánh sáng hoàng kim này, nguyện giữ gìn cho các vị pháp sư giảng nói kinh này, có tai nạn gì chúng con cũng trừ khử, làm cho có đủ mọi sự cát tường, sắc tướng và sức lực sung túc, hùng biện vô ngại, cơ thể và tâm trí đều thư thái cả, và cả thính giả nữa cũng yên vui hết thảy. Quốc gia họ ở nếu bị đói khát giặc giả, kẻ thù quỷ thần quấy rối và tác hại, thì chư thiên chúng con sẽ hộ trì cho. Dân chúng mà yên ổn sung túc, không oan khuất, không tai họa là do sức của chư thiên chúng con. Ai hiến cúng kinh này thì chúng con cùng tôn kính hiến cúng y như đối với Đức Thế Tôn, không khác gì cả. Đức Thế Tôn bảo Đại Phạn Dương, phạn chúng cho đến 4 vị thiên dương cùng bộ chúng diệt xoa: lành thay, các người đã được nghe diệu pháp sâu xa, đối với kinh Vua của diệu pháp ấy lại phát tâm hộ trì những ai thọ trì kinh ấy, thì các người đã đạt được cái phước thù thắng và vô biên, mau chóng thành tựu vô thượng Bồ Đề. Đại Phạn Dương và mọi người đồng đẳng nghe những lời Đức Thế Tôn huấn dụ thì hoan hỷ cung kính mà tiếp nhận. Phẩm 11: Thiên Dương Quan Sát. Và lúc bấy giờ, Thiên Dương Đa Văn, Thiên Dương Trị Quốc, Thiên Dương Tăng Trưởng, Thiên Dương Quảng Mục, 4 vị cùng từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt vạt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngang chân của Ngài, thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, bản kinh ánh sáng hoàng kim này chư vị Thế Tôn thường quan tâm, chư vị Bồ Tát thường tôn kính.
Các bộ thiên long thường hiến cúng, tất cả chư thiên thường vui mừng, tất cả hộ thế thường ca tụng. Kinh này chư vị thanh văn và chư vị độc giác cùng nhau thọ trì. Kinh này có năng lực chiếu sáng cung điện chư thiên, có năng lực ban cho chúng sinh sự yên vui thường thặng, có năng lực làm ngưng sự khổ sở trong các đường dữ, có năng lực loại trừ mọi sự sợ hãi, giải tỏa mọi sự thù địch, làm no những lúc đói khát, làm lành những bệnh truyền nhiễm, mọi tai biến với hàng trăm hàng ngàn khổ não đều tiêu tan cả. Bạch Đức Thế Tôn, kinh Ánh Sáng Hoàng Kim năng lực làm được những lợi lạc như vậy, lợi ích cho chính chúng con. Kính xin Đức Thế Tôn trong đại hội này tuyên thuyết phong phú thêm nữa cho chúng con. Bốn thiên vương chúng con cùng tùy thuộc của mình được nghe pháp vị cam lộ tối thượng như thế này thì khí lực sung mãn, uy quang tăng thêm, tinh tiến sẽ dũng mãnh hơn, thần lực sẽ phát triển hơn. Bạch Đức Thế Tôn, bốn thiên vương chúng con đàm theo chánh pháp, nói theo chánh pháp, thường đem chánh pháp mà phục vụ thế giới. Chúng con lại làm cho tám bộ thiên long cùng các vị quốc vương cũng thường đem chánh pháp mà phục vụ thế giới, ngăn chặn và hủy diệt những điều ác. Bao nhiêu quỷ thần không có từ tâm hấp tinh khí của người thì chúng con làm họ phải đi thật xa. Bạch Đức Thế Tôn, bốn thiên vương chúng con cùng đại tướng của 28 bộ chúng diệt xoa với vô số trăm ngàn diệt xoa tùy thuộc dùng thiên nhãn trong suốt hơn thị lực của nhân loại mà quan sát và hộ trì cho đại lục thiệm bộ này. Do vậy mà Bạch Đức Thế Tôn, chúng con được gọi là những người hộ vệ thế giới. Trong đại lục thiệm bộ này, nếu có quốc dân nào, quốc gia bị giặc thù xâm phạm luôn, quốc dân bị đói khát và tật dịch hoành hành, bị hàng trăm hàng ngàn tai ách, thì Bạch Đức Thế Tôn, chúng con vì họ mà cung kính hiến cúng kinh Ánh Sáng Hoàng Kim. Và nếu có vị pháp sư bí xô nào thọ trì đọc tụng kinh này thì chúng con cùng đến mà thức tỉnh khuyến thỉnh vị ấy. Vị ấy do thần lực của chúng con thức tỉnh khuyến thỉnh nên đến quốc gia nói trên tuyên thuyết rộng rãi bản kinh nhiệm màu Ánh Sáng Hoàng Kim. Do thần lực của kinh này mà hàng trăm hàng ngàn những sự tai ách đều bị loại trừ. Bạch Đức Thế Tôn, các vị quốc vương khi có vị pháp sư bí xô thọ trì kinh này đi đến quốc độ của họ thì họ phải biết kinh này cũng đến quốc gia của họ. Do vậy, Bạch Đức Thế Tôn, các vị quốc vương ấy hãy đến chỗ vị pháp sư mà lắng nghe vị ấy diễn giảng kinh này, nghe rồi hoan hỷ cung kính hiến cúng vị pháp sư, thâm tâm hộ trì cho vị ấy khỏi lo lắng để tuyên thuyết kinh này lợi ích tất cả. Bạch Đức Thế Tôn, chính vì kinh này mà bốn thiên vương chúng con cùng nhau nhất tâm hộ trì vị quốc vương kia cùng quốc dân của ông, làm cho xa rời tai họa, thường thường yên ổn. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có vị bí xô ni Obasaka, Obatuka nào thọ trì kinh này, vị quốc vương kia nên hiến cúng cung cấp những thứ cần dùng, không để thiếu thốn, thì bốn thiên vương chúng con làm cho vị quốc vương kia và quốc dân của ông ai cũng yên ổn, tách xa tai họa. Bạch Đức Thế Tôn, có ai thọ trì đọc tụng kinh này mà vị quốc vương cung kính hiến cúng tôn trọng tán dương thì chúng con làm cho vị quốc vương ấy được cung kính tôn trọng nhất trong các vị quốc vương, các vị quốc vương ai cũng tán dương ca tụng. Đại hội nghe nói như vậy ai cũng hoan hỷ tiếp nhận và ghi nhớ.